MVJ Phong Xuân Sĩ from Cần Thơ to Hà Nội. On behalf of VietJet, please bend low and follow the emergency light to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở túi ghế phía trước. Với hành khách ngồi gần hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý đặt kỹ hướng dẫn mở cửa thoát hiểm trong bảng hướng. Thank you.
tàu nữa là mình đang theo giờ. Mình theo giờ. Hôm nay đang có con nào